Rồi, đối với những ai mà sau khi mà chúng ta đã uống và uống từ khoảng là 6 ly trở lên rồi và tập 3 cái động tác đầu tiên rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có đi được thì chúng ta mới bắt đầu tập cái động tác số 4 này để giúp cho buồng miệng của chúng ta mở ra để cho chúng ta sẽ dễ đi hơn. Thì động tác này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Là đầu tiên hai tay chúng ta sẽ đặt lên trên bụng của mình. Nhớ là hai tay sẽ đặt và ôm sát vào cái vùng bụng của mình. Chúng ta hít vào và chúng ta sẽ ngồi xuống, mở hai chân ra. Lên, thở. Hít vào, xuống. Lên, thở. Hít vào, xuống. Lên, thở. Hít vào, xuống. Lên, thở. Rồi, chúng ta chỉ thực hiện 4 nhịp ở động tác này thôi. Và chúng ta sẽ uống ly tiếp theo và tập lại từ đầu, nghĩa là từ 4 động tác cho cái bài thanh lọc đường ruột này.